Hòn đảo Hyra ở Hy Lạp là nơi sinh sống của khoảng 2.500 người. Nơi đây không giống hầu hết các nơi trên thế giới khi cấm ô tô. Tất cả các xe có động cơ, trừ xe cứu thương, xe chở rác và xe cứu hỏa đều bị cấm. Thay vào đó, người dân địa phương sử dụng phương thức khác để di chuyển. Đó là việc họ đi lại bằng la, lừa và người nhỏ. Vì vậy, nhiều du khách không khỏi ngỡ ngàng khi không nhìn thấy ô tô di chuyển trên các con đường ở đảo Hyra. Do không có động cơ, mùi khói xe cũng như tiếng ồn động cơ nên đảo Hyra trở nên rất đỗi thanh bình. Ngoài giúp người dân di chuyển khắp đảo, ngựa lừa và la còn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, vật liệu xây dựng. Nhiều du khách khi đến đảo Hyra vô cùng thích thú khung cảnh bình yên ở nơi đây. Trong đó không ít nghệ sĩ tìm được nguồn cảm hứng sáng tác trong thời gian nghỉ dưỡng trên đảo.